Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 1 từ Nam cầu Bến Thủy 2, huyện Nghi Xuân đến phía Bắc đường tránh thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dài khoảng 35 km và tổng kinh phí đầu tư là hơn 2.4 tỷ đồng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Cienco 4 đảm nhận dưới hình thức BOT. Đoạn đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có bề rộng lớn hơn 20 m, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ với giải phân cách chia đường. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014. Trạm thu phí BOT tại tuyến tránh thành phố Vinh thuộc Cienco 4 nằm tại các trạm bến thủy 1 và 2 ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhằm thu hồi vốn đầu tư. Mức giá vé thu phí dao động từ 40.000 đến 200.000 đồng tùy theo loại phương tiện. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, những sự phản đối của người dân gia tăng khi họ phải trả phí khi qua trạm BOT Bến Thủy 1, mặc dù không sử dụng tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Bộ Giao thông Vận tải sau đó đã đồng ý giảm 100% phí thu cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của các chủ xe có hộ khẩu và doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khi qua trạm BOT Bến Thủy 1. Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 1 từ Nam cầu Bến Thủy 2, huyện Nghi Xuân đến phía Bắc đường tránh thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, dài khoảng 35 km và tổng kinh phí đầu tư là hơn 2.4 tỷ đồng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Cienco 4 đảm nhận dưới hình thức BOT. Đoạn đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có bề rộng lớn hơn 20 m, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ với giải phân cách chia đường. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014. Trạm thu phí BOT tại tuyến tránh thành phố Vinh thuộc Cienco 4 nằm tại các trạm bến thủy 1 và 2 ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhằm thu hồi vốn đầu tư. Mức giá vé thu phí dao động từ 40.000 đến 200.000 đồng tùy theo loại phương tiện. Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, những sự phản đối của người dân gia tăng khi họ phải trả phí khi qua trạm BOT Bến Thủy 1, mặc dù không sử dụng tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Bộ Giao thông Vận tải sau đó đã đồng ý giảm 100% phí thu cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của các chủ xe có hộ khẩu và doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khi qua trạm BOT Bến Thủy 1. Tình trạng hư hỏng của tuyến đường BOT Bến Thủy một ngày càng trầm trọng, đặc biệt là các vết rạn và hằn lún trên mặt đường. Một trong những phương án xử lý mà đơn vị quản lý đề xuất là dừng thu phí. Đơn vị này đã đề xuất hết hai lần việc này trước đó, nhưng Cục Đường bộ Việt Nam đã tạo điều kiện để công ty chủ đầu tư tiến hành khắc phục. Lần này, nếu nhà đầu tư không kịp thời sửa chữa các vị trí hư hỏng, khu quản lý đường bộ 2 sẽ tiếp tục đề nghị dừng thu phí. Tại vị trí gần cầu Già, cụ thể, đoạn giáp ranh giữa xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào ngày 8 tháng 10, mặt đường xuất hiện vết rạn nứt lớn tạo thành vũng đọng nước đường kính 30 cm. Ngoài ra, cách đó hơn 2 km, tại đoạn qua xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, mặt đường có nhiều vết cào bóc dài hơn 1 m và rộng 3 m. Một vị trí sát giải phân cách ở đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũng có vệt hằn lún bánh xe và nhựa độn ứ cao hơn 5 cm. Đoạn gần thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc còn có ổ gà, vết nứt và vệt hằn lún nằm giữa làn đường theo hướng nam bắc kéo dài khoảng 3 m. Hiện tuyến đường ghi nhận khoảng 25.000 m² mặt đường hư hỏng, nhưng chỉ sửa chữa được gần 2.000 m². Hậu quả của đợt mưa lớn gần đây đã gây ra tình trạng tràn nước và hư hỏng trầm trọng cho tuyến đường BOT Bến Thủy 1. Tại vị trí gần cầu Già, giữa xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào ngày 8 tháng 10, mặt đường xuất hiện vết rạn nứt lớn tạo thành vũng đọng nước đường kính 30 cm. Cách đó hơn 2 km, tại đoạn qua xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, mặt đường có nhiều vết cào bóc dài hơn 1 m và rộng 3 m. Một vị trí sát giải phân cách ở đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc cũng có vệt hằn lún bánh xe và nhựa độn ứ cao hơn 5 cm. Đoạn gần thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc còn có ổ gà, vết nứt và vệt hằn lún nằm giữa làn đường theo hướng nam bắc kéo dài khoảng 3 m. Toàn tuyến đường BOT từ huyện Can Lộc đến thị xã Hồng Lĩnh có nhiều đoạn nhựa cũ và nhựa mới được vá chồng lên nhau. Hiện chỉ có khoảng 5 km từ Nam cầu Bến Thủy 2 đến xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân là mặt đường còn nguyên vẹn, chưa bị cào bóc. Đối diện với những hư hỏng trên đường, bà Nguyễn Thị Nhiệm, 55 tuổi, chú thị trấn Nghèn, đã phải túc trực để quét nước từ sân ra đường để tránh hư hỏng hàng hóa trong cửa hàng tạp hóa của bà. Tuy nhiên, số lượng lớn xe cộ qua lại đã làm nước bắn vào kiosk tạo ra tình trạng khó khăn cho bà. Hãng quản lý của tuyến đường đã thực hiện công tác sửa chữa nhưng đợt mưa lớn thường xuyên đã gây khó khăn cho việc khắc phục. Hiện toàn tuyến đường có khoảng 25.000 m² mặt đường hư hỏng và chỉ khoảng 2.000 m² đã được tập trung sửa chữa.